chối xếp lại nước cao hơn gấp đôi so với công suất năm 2021. Cũng do thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và điện trở lại với lại. Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng quá tải trung tâm du lịch nội địa và nước ngoài đến các địa phương khác. Và tổng số khách nước ngoài qua đêm tại Nhật Bản trong năm ngoái đã phục hồi lên mức là 114 triệu lượt người, khoảng 72% trong số đó tập trung ở ba khu vực đô thị lớn gồm các tỉnh Sagamiba, Chiba, Tokyo, Kanagawa.